Hello, chào các bạn, và Sơn BS đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Thì trong video này thì Sơn sẽ chia sẻ với các bạn về cách để làm sao chúng ta có thể tăng được 1.000 lượt follow Instagram trong một nốt nhạc. Và cái hướng dẫn này để làm sao đó giúp cho các bạn tăng lượt follow trên Instagram một cách uy tín nhất. Được chưa? Và trong đây là cái chiến lược xây dựng. Trong video này thì Sơn sẽ chỉ cho các bạn cái cách làm rất đơn giản thôi mà ai cũng có thể làm được thành công. Được chưa? Và các bạn đã biết rồi đó, thì Instagram bây hiện tại đang là một cái kênh để chúng ta có thể xây dựng được và tạo được cái uy tín rất là cao. Và theo Sơn được biết đó, thì các bạn trên Instagram là một cái trang mạng chỉ đăng toàn hình ảnh thôi. Tuy nhiên rằng những người sử dụng Instagram đều là những người rất sành điệu, rất là chất, rất là có nhiều tiền, và khả năng mua hàng trên Instagram nó khoảng 30% và gấp khoảng hơn 10 lần so với cả trên Facebook các bạn. Đó, nên bây giờ chúng ta bắt đầu sử dụng cái trang Instagram. Đây là một cái trang khá là hiệu quả, và chúng ta có thể bán những sản phẩm về làm đẹp, về thời trang, về giảm cân, về self help, về phát triển bản thân nữa các bạn. Rất là nhiều ở trên Instagram này. Và đặc biệt hơn nữa thì trong cái video ngày hôm nay thì Sơn sẽ chỉ cho các bạn đây là cái cách để giúp cho cái tài khoản của bạn nó nhìn trông uy tín hơn, mà các bạn chỉ cần nó làm trong một vài nốt nhạc thôi là các bạn thấy được ngay cái kết quả. Bạn không cần phải hack mà vẫn tăng được follow uy tín ở trên Instagram. Nào thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Rồi, ok, chúng ta hãy thử vào trên cái trang Instagram ở đây. Và giả sử nhá, cái chiến lược ở đây mà mình đang làm á, đó là hãy đi follow với những tài khoản có tích xanh. Đó, đây là cái từ khóa nha các bạn. Follow tài khoản có tích xanh. Đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ được rất là nhiều lượt follow về sau này. Đó, thì ví dụ như bây giờ mình thử tìm xem những cái tài khoản nào có tích xanh người ta. Thử tìm xem, ví dụ là tại Việt Nam đi, thì bây giờ là mình hãy tìm thử là một vài những người ở tại Việt Nam. Ví dụ đây thần tượng của Sơn, Sơn Tùng MTP, rất tuyệt vời đúng không nào? Giả sử đi, anh chàng này có 3 triệu lượt theo dõi đúng không nào? Mình follow những người có tích xanh nhá. Rồi bởi mình bấm follow những người có tích xanh này. Đó, thì cái chiến lược đầu tiên đây là Sơn chỉ cho các bạn, đó là mình hãy đi follow những người có tích xanh, có sức ảnh hưởng cao. Thì khi mà các bạn đi follow họ đó, thì chút nữa các bạn sẽ được những cái fan của họ, họ sẽ follow ngược lại cho các bạn ở đây. Rồi nha, thì đây là cái cách mà chúng ta làm mà chúng ta thấy được ngay cái kết quả luôn các bạn. Rồi, giả sử đi. À, thế bây giờ mình phải đánh dấu là bây giờ mình đang được bao nhiêu follow trước đã. Mình đang được 139 lượt follow đây nha các bạn. 139 lượt follow rồi. Hiện tại là mình đang quay vào lúc 7 giờ sáng. Thì không biết rằng là cái kết quả nó có được cao hay không. Bởi vì người Việt thì bây giờ nhiều khi họ còn chưa dậy hoặc là họ đang làm việc khác. Thế bây giờ rồi, thế bây giờ là mình đi follow những người Việt ở đây nhá. Thì đây là cái cách để các bạn có thể tăng được follow người Việt. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng có cái cách để làm sao đó chúng ta có thể follow được những cái người ở trên nước ngoài. Ở những cái người nước ngoài họ follow ngược lại chúng ta. Thì giả sử đi bây giờ là mình sẽ tìm một từ khóa là Justin Bieber chẳng hạn. Justin Bieber. Thì khi mà bây giờ là Sơn theo dõi anh chàng này 115 lượt, 115 triệu lượt theo dõi. Rồi thì nó sẽ hiện ra đề xuất những cái tài khoản khác. Đó, nó cũng nổi tiếng giống như cái anh chàng này. Đó, mình sẽ theo dõi họ. Sau này khi mà cái lượt theo dõi của bạn tăng lên rồi các bạn, thì lúc này các bạn đi unfollow những người này là xong. Ok chưa các bạn? Thì đây là cái cách làm nha các bạn, rất là đơn giản thôi mà dường như ai cũng có thể làm được cái cách giống như mà Sơn đang chia sẻ nhá. Đó, thì nhắc lại này, đây là cái chiến lược đó mà chúng ta có thể xây dựng và chúng ta có thể tăng được cái uy tín tài khoản trên Instagram của chúng ta hơn. Và các bạn không cần nó phải là đi hack mà các bạn vẫn có thể tăng được follow uy tín. Không, nó rất là dễ làm, ai cũng có thể làm được. Cái từ khóa đây này, đó là chúng ta hãy đi follow những cái người mà có tích màu xanh, có tích xanh, có sức ảnh hưởng cao, có nhiều lượt follow ở trên Instagram. Thì khi mà các bạn follow như vậy á, thì sau một thời gian á, thì những cái người này họ sẽ follow ngược trở lại mình, có những cái fan của họ đó. Thì vừa nãy mình follow hơi bị nhanh nên bây giờ mình chưa follow được tiếp. Đó, thì bây giờ chúng ta đợi một chút để nó ra được cái kết quả nha các bạn. Thì bây giờ mình đang đánh dấu lại nha. Mình có đăng 139 lượt người theo dõi chỉ trong một vài tích tắc thôi, thì cái lượt theo dõi nó tăng lên, mà trong khi nó bây giờ đang là 7 giờ sáng giờ Việt Nam, thì chắc chắn rằng là vừa nãy mình follow những người Việt thì fan của họ họ đang ngủ mất tiêu rồi. Ok chưa nào? Rồi thì bây giờ chúng ta hãy đợi trong một vài giây này,
cùng đếm nha các bạn. 1 2 3, sau đó thì mình sẽ refresh lại cái trang của mình nha các bạn. 139 lượt theo dõi ở đây. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem cái kết quả nào. Ok, và chúng ta refresh đi các bạn. Đây thì các bạn thấy nhá, từ 139 và sau đó nó tăng lên là 156 người theo dõi ở đây. Đó thì như các bạn đã thấy, chỉ trong một nốt nhạc đúng không nào, thời gian rất là nhanh thôi mà chúng ta đã làm được cái điều tuyệt vời như vậy rồi. Thì đây là cái cách mà các bạn đã nhìn thấy thực tế mà Sơn đang làm cho các bạn nhìn thấy nhá. Này thì chúng ta hãy nhớ là chúng ta hãy follow những tài khoản có tích màu xanh đó. Thì ví dụ như chúng ta chỉ cần tìm được một cái nick màu xanh thôi, xong sau đó chúng ta bấm vào cái phần này này, bấm vào dưới này này, thì nó sẽ sổ ra cho chúng ta rất là nhiều những cái tài khoản khác. Nếu ví dụ giả sử đi, những người này Sơn đã follow xong rồi, bây giờ mình bấm vào nút refresh này đó, mình F5 nó đi, sau đó bấm vào nút phía sổ phía bên dưới này, thì sẽ nhìn ra được những cái tài khoản nào có tích màu xanh. Thì những cái tài khoản có tích màu xanh á, thì cái follow của họ rất là cao. Khi mà mình follow họ thì những cái fan của họ nó sẽ follow ngược lại chúng ta. Đó, bạn này có 13,4 triệu lượt follow này, 16,9 triệu lượt follow này. Đấy, các bạn hình dung chưa nào? Thế thì bây giờ mình bấm thử vào cái trang này này, bấm vào thông báo này, thì mình thấy này, những cái người này follow mình cách đây 11 phút, 18 phút, 19 phút. Đó, họ follow mình trong khoảng thời gian nó rất là nhanh các bạn. Thì đây là cái cách rất đơn giản và dễ làm. Thì Sơn hy vọng rằng là chúng ta sẽ làm nó thành công. Đó, và nếu như các bạn làm thành công thì đừng quên là gửi một lời cảm ơn hoặc là quay lại cái video này và chia sẻ nó cho nhiều anh chị em biết để họ có thể làm được theo nhá. Và bên cạnh đó thì hiện tại thì Sơn cũng đang chia sẻ một cái chương trình huấn luyện về hướng dẫn các bạn kiếm tiền với Clickbank trên Affiliate. Thì các bạn làm với Clickbank thì nó rất đơn giản thôi, và nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được cái nguồn thu nhập và chúng ta có thể ngồi tại Việt Nam để kiếm tiền đô la đó, tại Mỹ đó. Thì các bạn có thể follow Sơn ở trên cái kênh YouTube là Sơn Piat đó, vào trong cái mục Sơn Piat ở đây, và các bạn có thể tìm thấy được rất là nhiều những video hướng dẫn các bạn có thể kiếm được tiền make money online dựa vào affiliate marketing. Các bạn không cần phải đầu tư nhé các bạn, đây không phải là một cái chương trình dạy về đầu tư và các bạn phải tốn tiền, ok chưa các bạn. Đó, ngoài ra các bạn có thể follow Sơn ở trên Instagram hoặc là tham gia vào trong group trở thành chiến binh affiliate marketer. Ở đây thì Sơn cũng có thể duyệt để xác nhận cho các bạn tham gia vào trong group đây, và có thể follow Sơn ở trên cái Facebook cá nhân, đó là Nguyễn Tùng Sơn ở đây nha các bạn. Đó thì trên kênh Facebook thì Sơn sẽ chia sẻ và cập nhật rất là nhiều những thông tin mới, những cái bài học, những cái post, những cái chia sẻ rất là tuyệt vời ở trên này. Thì các bạn có thể theo dõi Sơn ở trên kênh YouTube ở đây và Facebook nha các bạn. Ok, ngoài ra thì Sơn cũng có một cái chương trình, đó là học Clickbank cơ bản dành cho những người mới bắt đầu. Thì Sơn để lại cái đường link mô tả bên dưới video này. Đó, phía bên dưới video ở phần mô tả đó thì Sơn có để lại cái đường link để tham gia khóa học. Đó, chương trình là miễn phí, thì các bạn chỉ cần bấm vào trong cái đường link đó và sau đó tham gia vào cái chương trình học. Các bạn bấm vào phần enroll account for free. Thì chương trình đây là cái chương trình về nội dung của chương trình đó, và mình cũng chưa có thời gian để mình cập nhật thêm nó nữa đó, và làm cho cái giao diện nó đẹp hơn. Ok, thì đây là cái giao diện demo cho chúng ta, cho những anh chị em đăng ký học trước đó, thì nó đang là miễn phí và trị giá chương trình này là 3 triệu. Đó thì Sơn muốn gửi tặng nữa cho những người nào có duyên đó, và biết tới cái Facebook của Sơn, biết tới cái video này. Ok, và Sơn tin chắc rằng là các bạn sẽ làm được thành công giống như Sơn đã từng làm ở đây. Và Sơn chúc các bạn sẽ tăng được 1.000 lượt follow trên Instagram trong thời gian nhanh chóng nhất đó, và chúc các bạn bán được nhiều hàng. Ok, và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên bấm vào nút like video này, bấm vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.